con cá gần tới đó, chạy chạy đó. Đó đó đó. Nó gì nè, cốc nó gì nè. Mày té. Ừ, rồi luôn, rồi. Té té coi chừng té. Gõ mặt lưới kìa. Mày hả Thí? Trời ơi. Dạ. Vậy tim lên dữ hả? Ừ. Lên cái ảnh. Tim cái cạnh chứ hằng hẳn vậy. Con gì á? Giống gì lên dữ hả? Con gì mà lên tim kỳ vậy? Nó tim bự lắm. Nó lên tim nữa cái thấy. Mà sao cái coi cái giống gì á? Không hiểu. Cái chai cái thùng gì nó sư dở hết chai vậy. Ha con dây phao của bè của người ta. Đâu phải. Cá đây nè, cá học trò đây nè. Cá học trò lên tim thấy khối thần nha. Còn cá gì nữa gì á? Cổ. Ừ, mới hôm nay. Để còn cá đó. Đè kìa. Ê ê. Cá cốc cá chó gì nữa rồi á. Cá cốc học trò. Rồi dính cái ca của chú Hùng rồi, dẹp qua đây bên. Nó chọi đó nghe thấy. Nó nè lên. Cá học trò nữa. Nó chọi đó nha. Lấy cái ly nước mà dẹp qua chỗ cái thùng đi để nó chọi đổ. Dẹp cái ca đó qua luôn. Không có dẹp qua để nó chọi rớt không bây. Cái mũi em vừa đang xẹp nha này. Nó cá nữa kìa, con gì nữa. Con này gì nữa kìa, chó. Bà xa. Đuổi ra tới đây chú Hùng ơi. Không, bà xa. Bà xa của chú Hùng cũng đuổi ra tới qua đây luôn rồi kìa, không lo. Con cá ba sai gì kỳ vậy trời. Cá nùi. Cá nùi nó không có gài. Không phải như cá mình. Cá này cá nùi chứ không phải cá sông chú Hùng ơi. Nè không thấy cái ba sa nuôi nè, chỉ cho ông thôi nè. Sa nuôi cái gai nó không có như cá gai, cá ba sa mình. Có không ra ngoài cái này. Cá này cá nuôi. Không phải con cá này, con cá ba sa nuôi. Ba sa nuôi trên chợ á. Cái giống cá nó. Cái nuôi giống ở trên chợ á. Đó. Ở dưới là nuôi gì ta? Cái dồn. Cái dồn đếm. Dồn đếm. Cái dồn trắng cái gì? Cái không phải, cá không nuôi cá dồn đếm. Thật bánh miếng dán luôn ha. Đó, đó. Sủ ra. Từ từ mẹ đi tìm con. Mẹ đi xong rồi tới cha đi tìm con. Nó cái gì nữa nè. Ba xa. Đó, cá này mới đúng là cá sông rồi chứ Hùng. Lúa về hôm nay đói ăn cám này lúa. Con bé gai. Con bé gai. Cưng. Con bé gai thì cưng. Nó. Nghe nó chọi dữ lắm mà. lên tôm càng về kè với anh Duy coi. Nè có cá khủng kìa. Nè cá khủng nè. Thấy cá khủng không? Khác. Đi vòng xuống dưới cái bè không kìa. Mới đi lên xuống chéo xuống đó đó, kêu xuống chứ đó đó, còn mấy đi ra
Tại dí tao đi bắt cá mà không có gì. Hết cá không rồi. Tao đi dí bắt cá bà sa mà. Đi dí mấy con bà sa này mà. Gỡ ra. Gỡ thì nó ra. Hả? Gỡ thì nó ra mà nó dướng hoài. Bội. Thấy cái cây gỡ nó vô. Mốt nó lội ra. Gỡ nó vô, cái mốt nó lội ra. Có cái kìm mà nhó không được. Tại vì lúc mà nó đóng vô nó mài chùm bẹp vô luôn rồi. Ủa, cóc đó. Cóc. Tức. À, nó tức cái mình hả? Bữa lưới chồng không dính chạy rồi dính lưới một tẹo. Tức cái mình. Cái đồ quỷ nó ngu. Ừ. Cá bự á, còn cá nhỏ bán không được. Năng niêu. Cóc nữa đó chú Hùng ơi. Đó, cóc nữa nè chú Hùng ơi. Lên tìm mà chưa tới. Ai đừng nói nữa, nói ông chữ. Ông chữ có đồ quý nó không đầm lưới nó. Nó lên tìm mà nó chưa tới, nó còn đâu dưới. Chú Hùng cũng xỉu à. Chết đi. Lên nó chạy ra nó dính lưới con heo hả? Cái này nhát khác. Chết chứ. Hai. Có con cá gần tới đó, chạy chạy đó. Đó, 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 đó. Cái gì vậy? Cóc. Cóc, cóc, cóc. Cóc nhỏ. Cóc nhỏ. Đó, kêu á. Cóc. Chết mẹ chứ con. Bánh đầu chưa. Dạ. Có nhiều không bắt hết mẹ ơi, bữa một. Nguồn gì à? Có ở dưới ông làm được cái giò nhiều. Dưới đó cái giò nhiều. Không dí vô tới nhà luôn bộ. Dí vô tới nhà luôn mà không dính con nào hết trơn trời. Không có đi qua cái cốc. Rượt tới ổ luôn mà không có con nào hả?
lên cũng vậy bè nè. Không có cao su được hả? Cốc nữa gì nè, cốc nữa gì nè. Mẹ té. Ôi trời bá luôn, con gõ rồi. Té té coi chừng té. Gõ mặt lưới kìa. Té con Tùng đó. Bữa đi đi thả cái mè Vinh. Ba con cá mè. Không bắt được con nào hết trơn. Cái thứ nhất. Ông Tùng ông xách con cá mè xuồng nhỏ nha, xuồng hư vậy. Té kêu cả bạch chàng hãng hai cái vô mình đến. Ông cá bỏ đắng rồi. Nằm nửa trên nửa dưới bắt đầu cá mè ra mới xong mới tiêu. Rồi tới con thứ hai. Ông Tèo ông giở cái vợt lên, lủng cái vợt, hai con luôn. Lủng cái vợt ra hết trơn. Hai con. Đó, cái gì nữa, cốc nữa gì nè, cốc. Cốc bự rồi. Này nó dí quá dí rồi. Dí rồi, dí tới bè luôn hả? Qua này nó dí quá dí. Heo này nó dí thế thế luôn không? Không. Chẳng ngang gì nè. Chẳng ngang gì nè. Cho nó. Nghèo nó bắt hết trơn rồi. Rồi đó. Mày hả Thí? Nó cái gì nữa đó. Sổ. Đất kìa, không lo. Thấy cái ông già đó, già nó câu dính con mới lớn vậy, thấy con dính hoài chứ bộ. Vậy hả? Ừ. Đó, cốc nữa đó, cốc nữa đó. Cốc mới đẻ đó. Cốc tha bè. Cốc cưng. Thả không thả gì bán có tiền bây giờ ta không thả ta mạo ra ta bán không có tiền nữa. Ủa trả cái cốc thương mắc nha chị hai. Còn dính được rồi. Trời cho tao khỏe thế. Thế gì thế? Đó cả nữa đó, cốc nữa đó, cốc nữa đó. Đâu à? Cốc. Ừ đăng phải. Cho tao khỏe thế. Không có lãnh lương là lãnh lương trước tháng đi. Lãnh lương trước tháng đi. À, đừng cho cá đi ra hả? Với hai nữa nữa không cho ăn thức ăn á, mưa nên nó xuống nó dịnh nở nhóc. Con nữa Tùng nó thả cá, cái ông thả cái lưới cá cốc này, cái ông dục cho bè Tùng có cho ăn thức ăn ké nữa. Chừng nào nó bán nha, nó bắt lên nó bán nha. Gì chứ đi bắt cá sấu không lợi chứ đi bắt cá tào lao hay lắm. Cá sấu là không lợi người ta chứ cái cá tào lao là dữ lắm. Chắc là còn hai cái cá phao cũng dài lắm đó. Chéo không? Trời ơi. Tao ngưng lại cho mày phóng.
Cục đá lên. Kéo đi hết rồi. Trời ơi, người ta làm rồi, người ta mới chỉ đó chứ. Không có mà chỉ gì chỉ ông mà ông biết chứ, người ta đây có ai biết đâu mà làm cái đó. Tình yêu của cậu làm chưa? Tình yêu của cậu làm chưa? Cái gì? Cậu có làm cho tình yêu cậu trước chưa? Hay quá ha. Bữa nào dắt gì không thấy mặt luôn á trời. Không có hiểu luôn. Bữa hổm bà đi qua đây bà chơi được có chút xíu chứ nhiều. Bà chơi chút xíu coi bà kêu ông đi về. Nhớ là đi mau lên mà. Còn nước không Nguyễn à? Về hô hấp nhân tạo. Đi nắng giờ nó cắt nước muốn chết luôn, uống nước khớp nhiều. Không đã. Không đã tôi nữa. Nãy giờ ta làm bụng rồi. Thôi không có đó nha. Không ai chạy không được đâu á. Không quậy gì. Cốc nữa nè, cốc nữa nè. Nè, càng tôm của chú Hùng nè. Càng tôm. Đó, bà sao nè. Mới đẻ. Xe cui lớn này cũng dính nè. Cưng cưng ha. Xiết bên cạnh nó ăn bỏng hết rồi. Rồi xuất cái mang luôn hay gì rồi? Cái hàng này chắc khô quẹt quá. Nó sủ nổi kìa. Nó. Cái. Bánh bèo. Bánh bèo kêu người ta kêu. À, bánh bèo. Có dính một cái sủ hơn ở nãy hai tay ở hai kia, hai cái tay kia dính hai con bánh chút xíu đó là sao? Lớn vậy là vô bánh hả? Được ba lớn vậy là về khè với người ta hả? Cút không lọt. Cút không lọt cái 7 cái 8. Nhớ không hai kéo một cái rồi ra. Người Tùng nó đăng cái clip lên nó nói con cá giống chị Hai, bụng bự. Có cái clip lên cá với cá chị Hai. Giống chị Hai, cá chị Hai, bụng bự. Mày hả bự? Vô vậy cá sổ nó chọi không mướt mình mới sợ. Nó tôm cạn kìa. Tôm cạn. Bỏ vô đục không nè, khỏi gỡ. Không có gãy càng nào hết trơn nha bà nội. Con quỷ từ sớm giờ không chờ mày đó con quỷ. Chết. Con nhầm con nó già nó có dẹm đấm vô chúng. Lú khú hết. Ừ. Trời ơi, bên đây thất bại rồi. Đó, hai con chú bự. Nè, hai
hai con mới lớn. Đủ cá sô được là lúa rồi. Có lúa rồi. Bây giờ Thúy Nguyễn la dữ không cậu? La dữ dằn luôn. Hết hơi giờ rồi. Mà trời. Chút. Hủi đó. Không, cũng có lai gai mà cái ấy nghe ít. Có bị gì nặng không? Không, quá câu rồi không rồi. Cốc. Cốc không à. Con được con mẹ té. Ba 4 kg à. Ba 4 kg à. Lũ khủ hết, 4 con. Ba mini con bán được. Đó tàu mini cỡ đó đó ba con với con bự. Bự cá bự mà. Cỡ đó đó. Cái gì là đi nè cỡ nè. Chở gió quay. Trời ơi, cái đinh. Ở về đi. Cần cái đinh thì về cái đinh. Ê, về quẹo. Ê, quẹo quẹo vô bè bắt đèn á. Ừ, trong bờ không mà ra đây không có gì chứ. Cái đinh này cưa không được chứ. Đúng vậy. Nó nói cho tốt ngoài đụng cái nó nhảy vô. Lấy cái cây á, gõ chỗ cái miếng nẹp cho nó trồi ra. Lấy cái khác á. Gõ cho nó trồi ra. Nó trồi đâu mà trồi. Chút xíu nó trồi ra, chút nó hụt vô. Nghĩ cái bên đây nó chịu. Đó. Bà cóc nè chú Hùng. Cái này nó có con tay nha mà nó già rồi nè. Nè. Nó còn gì nữa đó tôm nữa đó. Cá đục tôm luôn. Ừ. Trình diễn đàng hoàng nha. Tôm càng nữa kìa, tôm càng, tôm càng. Đừng dịch ra ông dịch. Gịch, gịch cái nghe gịch cái. Ôi, quên gịch, gãy càng không chữ à. Nó dính tè le. Nãy giờ mấy con, mấy con chú Hùng? Con này nó 4 con. Hả? Mấy con rồi? 4 con đó. Giờ 2 kg giá 2 kg 2. Ừ. 2 kg. Làm gì được 2 kg một con 220g, hai con này nó 4 con này cho 1 kg 1 kg 2 dữ lắm. Đó thì dính nữa. Chính vậy chẳng 4 kg ở 2 kg phải không? Ờ đúng rồi. Nè hay không bằng hên. Hên dính bọc cho bá biển. Tà lưới này chứ gặp tà lưới sông khói mình dính tôm dữ lắm luôn á. Tà lưới này đến sao nó thưa. Cái lỗ nó bự hay nữa, cái gân nó to. Tà lưới sông khói, tà lưới nãy mình cuốn trong bờ á, tà lưới đó mà nó dính tôm dính dữ quỷ diệt luôn. Nó mạnh, còn tà lưới này nó hơi to. Cái lỗ lớn. Dính la rồi ha. Đấy, cái mẹ hang tôm nó hết chứ không hết rồi kìa. Đúng rồi, mẹ hang tôm nó. Hai móc xì họ. Cục đá bực lên rồi. Lên rồi nè. Dài nhưng mà cục đá nó lên mặt nước rồi.
nó lên khỏi mặt khỏi mặt đất rồi. Nè cục đá tới nè. Nó hay chưa? Đi về luôn chứ không lẽ ở đây. Ở đây cho qua còn mà. Nó qua nó có cái thúc clip cho mày hết chưa? Chứ hùng né chỗ đó đi con dục cá. Né dục đi nó chọi nữa kìa không lo. Đứng ngang chỗ nó chọi. Đó. Hai cá cóc. Dục cá cóc nhỏ ha. Ừ. Ba cá cóc. Bốn con. Con này té. Năm con té. Mấy con cá cóc rồi? Ba, bốn con cá cóc rồi. Năm con hả? Năm rồi đó. Năm rồi đó. Sao dục con nó qua bè luôn đi trời. Nó chết trời không lột cái da còn gì đâu. Sống không? Sống, sống, sống. Để cho con gì? Một con sổ. Hai con sủ. Ba con sủ. Một con ba xe. Sống không? Queo rồi. Queo queo rồi. Một con tôm. Một con tôm mấy tôm càng tao bốn. Bốn. Bốn tôm càng. Bốn tôm càng để em đục luôn bắt lên cho thấy nó quay ngay. Để xuống quay để thấy nào bốn con nào. Để em đục luôn tại tôm để em đục luôn. Thấy 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 mà đứng em à. Đó. Còn kê sát đó. 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 Bốn bốn con tôm càng với con ba sa. Hai con ba sa. Hai con học trò nữa. Như vậy là thành công không chị? Thành công rồi bạn. Vậy mong mốt cho em với chú Hùng đi đó. Ờ cho em với chú Hùng đi bên đây. Như vậy là kết thúc cái lưới rồi đó cả nhà. Đèn thấy với anh hai chị hai chú Hùng hẹn lại cả nhà vào clip sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye.